Tổng thống Ukraine gửi thông điệp đến mẹ binh sĩ của Nga tên từ Ukraine. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine ông Zelensky kêu gọi các bà mẹ của các binh sĩ Nga tìm cách ngăn con trai của họ bị đưa đến tham gia chiến dịch quân sự ở nước này. Một lần nữa, tôi muốn nói điều này với các bà mẹ Nga, đặc biệt là mẹ của những người lính nghĩa vụ. Đừng để con của mọi người đi tham chiến ở nước ngoài, đó là lời của Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã nói trong phim được đăng trên Telegram vào hôm ngày 13 tháng 11. Hãy kiểm tra xem con trai mọi người đang ở đâu, và nếu có chút nghi ngờ rằng con mình có thể bị điều binh đến Ukraine, hãy hành động ngay lập tức. Tổng thống Ukraine cũng nói thêm, Ukraine không bao giờ muốn cuộc chiến khủng khiếp này, nhưng sẽ tự vệ hết mức cần thiết. Thông báo được đưa ra ngay sau khi quân đội Ukraine tuyên bố đã bắt hàng chục tù binh trong chiến dịch quân sự của Nga. Bộ Quốc phòng của Ukraine cũng công bố số điện thoại và email để các bà mẹ có được thông tin về con mình, đồng thời mời các bà mẹ Nga đến Ukraine để đón con về. Bộ Quốc phòng của Nga vào hôm ngày 10 tháng 3 thừa nhận một số lính nghĩa vụ đã tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine. Gần như tất cả những người này đã được rút về lãnh thổ của Nga, sau một số lính nghĩa vụ đã bị Ukraine bắt giữ làm tù binh.